Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết dành cho các đô thị lớn vào ngày hôm nay, 23 tháng 12 của kênh VTC14. Không khí lạnh tăng cường về miền Bắc khiến cho nền nhiệt các địa phương càng hạ thấp, có nơi rất đậm rất hại. Ngày hôm qua, khối không khí lạnh tăng cường mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Bên cạnh đó, nền nhiệt các địa phương đang ở ngưỡng thấp, càng tụt sâu. Tại một số địa phương vùng núi cao như Sìn Hồ, Sapa, trời rất hại, có nơi nhiệt độ chỉ khoảng 8 độ. Theo nhận định thì rét đậm này còn kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới. Như vậy, miền Bắc sẽ đón Noel trong rét đậm, rét hại. Ba ngày đầu, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh. Từ ngày 25, áp cao lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông. Riêng các tỉnh Bắc Bộ, thời kỳ từ ngày 26 đến ngày 28 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao. Khoảng ngày 29, ngày 30, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. tiếp theo là phần dự báo cụ thể thời tiết trên các đô thị lớn từ đêm qua khối không khí lạnh tăng cường mạnh đã làm cho nền nhiệt ở hầu khắp các tỉnh thuộc khu vực miền bắc trong đó có thủ đô hà nội giảm sâu sang đến ngày hôm nay khi mà khối khí lạnh bao trùm toàn khu vực không khí lạnh dồn xuống nhiều hơn trời nhiều mây và mưa nên độ rét sâu hơn vùng núi xuất hiện rất đậm rét hại đối với khu vực thủ đô hà nội trời cũng đã chuyển lạnh trên diện rộng tuy nhiên cảm giác rét bút vẫn chưa thật rõ ràng bởi trong ngày hôm qua trời vẫn còn duy trì ấm nhẹ sang ngày hôm nay nhiệt độ tại vùng nội thành thành phố hạ xuống và duy trì ở mức 16 đến 20 độ, độ ẩm khoảng 80%. Khu vực ngoại thành trời còn rét hơn. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, thời tiết tại thủ đô Hà Nội chuyển rét đậm cục bộ với nhiệt độ thấp nhất dưới 15 độ. Từ ngày hôm qua, một khối khí lạnh tăng cường mạnh đã tràn xuống ảnh hưởng và gây mưa cho khắp các khu vực vùng núi phía Bắc. Sau đó mưa lan nhanh xuống các tỉnh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Tại khu vực thành phố Cảng Hải Phòng có gió đông bắc mạnh, trời nhiều mây và liên tục có mưa phùn xuất hiện. Sang ngày hôm nay mưa bắt đầu có dấu hiệu giảm bớt hơn, tuy nhiên trời vẫn duy trì trạng thái đầy mây và cảm giác rét với nhiệt độ trong ngày dao động ở mức 16 cho đến 21 độ, độ ẩm là 85 đến 90%. thưa quý vị và các bạn không khí lạnh tràn xuống miền Trung và gây mưa trên diện rộng cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh đến trưa chiều vùng mưa lan rộng xuống đến Quảng Ngãi mưa cùng với hơi lạnh làm cho nền nhiệt khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm sâu trời trời rét đối với khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến phía Nam thời tiết do không chịu ảnh hưởng trực tiếp của khối khí lạnh nên có phần ổn định hơn tại khu vực thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay nhiệt độ cũng có dấu hiệu giảm trời xe mát hơn và có mây bao phủ nhiều hơn nên nhiệt độ trong ngày tại khu vực phổ biến biến ở mức 23 đến 29 độ, độ ẩm khoảng 70%, thời tiết dễ chịu. Trong khi đó ở các tỉnh thành phía Nam, bầu trời lại đang chan hòa ánh nắng, nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài đến 5 giờ chiều, giữa trưa cảm giác oi bức do độ ẩm ở mức rất thấp, gây khó chịu cho người dân địa phương và góp phần làm gia tăng nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư. Ngày hôm nay tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ trong ngày dao động phổ biến từ 24 cho đến 34 độ, độ ẩm trong không khí vào giữa trưa chỉ ở mức 40% cho nên khi lưu thông vào giữa trưa sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Từ chiều tối và đêm nhiệt độ giảm nhanh nên người dân thành phố sẽ được đón Giáng sinh trong bầu không khí mát mẻ và dễ chịu hơn sáng tới ngày hôm nay, trên toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như thành phố Cần Thơ do chịu ảnh hưởng của giải thấp xích đạo nên có mưa rào cục bộ và có thể có rông. Tại trung tâm thành phố Cần Thơ, nhiệt độ ngày đêm phổ biến ở mức 25 đến 33 độ, độ ẩm trong không khí khoảng 60%, cảm giác khô hanh và khó chịu nhất vào giữa trưa cho tới 14 giờ chiều. Sau đó đến khoảng thời gian chiều tối trời mới dịu mát dần và có mưa nhẹ. Dự báo trạng thái thời tiết có mưa nhỏ cục bộ tại thành phố, còn có khả năng xuất hiện trong khoảng 1 đến 2 ngày tới. Sau đó do chịu ảnh hưởng tương tác của không khí lạnh phía bắc, nhiệt độ về đêm sẽ giảm nhẹ, trời dễ chịu hơn. Bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.